Nè, các anh phải giải thích chuyện này. Các anh không thể cứ như vậy mà đưa ba tôi đi được đâu. Ở viện phát triển Chubo có một bức tranh bị người ta phá hư, mà ông Sim là người duy nhất có mặt ở đó. Đang nói cái gì vậy? Viện phát triển Chubo mà ông đi tới đó để làm cái gì? Ông ấy còn đánh nhau với tên trộm mà, chỉ vì để bảo vệ bức tranh đó thôi. Không thấy ông ấy bị thương sao? Anh cảnh sát, tên trộm cứ cầm dao quơ qua quơ lại, tôi chỉ là bảo vệ bức tranh thôi mà. Không biết, cái đó tới đồn cảnh sát rồi nói chuyện đi. Đi thôi. Ôi, đúng là khiến người ta phát điên. Anh cảnh sát à? Con sẽ đi với ba. Mẹ mẹ, con sẽ gọi mẹ. Mẹ đừng lo lắng nha. Hai cái tên kia nếu gây chuyện với người vô tội đó thì tôi không để yên đâu. Ôi trời, tập đoàn Chubo, nếu mà tạo phiền phức cho China thì sao đi? Nè, tôi đi cùng với. Đợi tôi với. Những người khác sang gian triển lãm số 2 nên gian triển lãm số 1 không có một người nào ở đó hết. Sau đó có một bảo vệ đi vào bên trong, cho nên tôi đi theo vì thấy hơi kỳ lạ. Sau đó thì bức tranh triển lãm đã mất tiêu à. Tên khốn đó còn à, đá cẳng chân của tôi nữa đó. Nhìn nè, nhìn đây. Đây nè, đó đó. Nè, có thấy vết thương không? Ôi trời đất ơi, đúng rồi nè. Anh cảnh sát, tên trộm là một người khác. Sao cứ đổ lỗi cho người đàn ông vô tội vậy hả? Nếu mà không có tiền á là phạm tội hả? Đất nước gì vậy? Mấy người nhìn cái đất nước suy tàn này đi. Mẹ ơi, mẹ anh ơi, anh kiểm tra băng an ninh ở triển lãm cũng được mà. Nếu thực sự có bức tranh quý như vậy thì tại sao không có người thấy tên trộm đó được chứ? Toàn bộ camera ở đó không có cái nào hoạt động, cho nên toàn bộ dữ liệu mất hết. Chúng tôi không có chứng cứ cho lời khai của ông Sim. Nói như vậy không thấy vô lý hay sao? Hàng loạt camera dừng hoạt động cùng một lúc là có lý sao? Có phải là máy quay đồ chơi đâu. Trước khi nói tới chuyện đó, cho hỏi tại sao ông lại tới đó vào cái giờ đó chứ? Thì là tôi muốn xem bức tranh đó như thế nào thôi. Ông muốn xem tranh hả? Chúng tôi đang đợi phân tích dấu vân tay. Tôi thấy bây giờ hai người nên về nhà đi. Đúng rồi Chung. Ba, con đưa mẹ con về nhà đi. Bà ở đây chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren thôi à. Con đừng có lo cho ba. Con về nhà đi. Về đi. Mẹ. Về nhà nhanh nhanh giùm đi. Ông già đáng ghét. Ôi trời. Nếu như họ bắt chúng ta bồi thường cho thiệt hại bức tranh thì sao đi? Ba đã nói là ba không có làm rồi mà mẹ. Ông ấy là người vô tích sự. Ông ấy đang cản đường của China. Ôi, đúng là kinh khủng mà. Trời ơi. Còn cô đừng có hòng mà nghĩ tới việc làm phiền tới China nghe chưa? Sao lại không được hả mẹ? Chị ấy là người lạ sao? Cô im miệng đi. Nếu cô mà còn làm phiền nó thì tôi và cô coi như đoạn tình từ đây. Mẹ cứ về nhà trước đi ha. Con đi công chuyện lát. Nè, đừng có đi gặp China nghe chưa? Nếu nó biết nó sẽ giận cho mà coi. Giám đốc điều hành Sơ Biêu Đu, ông chống mắt lên mà xem đi. Cứ xem một đứa thực tập sinh sẽ làm được những gì. Mẹ, không lẽ ba nói cho mẹ biết là đã gặp mình rồi sao? Chúng ta sẽ giữ bí mật như lệnh của giám đốc vụ bức họa mỹ nhân bị người ta phá hư cho tới sáng ngày mai. Sao tên bảo vệ đó lại ở phòng tranh chứ? Anh ta muốn xem bức tranh. Thú vị thật. Nhưng mà giám đốc điều hành trong lúc tôi chạy ra ngoài thì gặp một người phụ nữ. Tôi xin lỗi. Triển lãm bức họa mỹ nhân Courier. Từ bỏ thanh xuân chỉ vì một bức tranh sao? Nè, thiệt tình mà, nếu như say thì về nhà ngủ đi. Ui sao? Là
lại chuyện gì nữa? Nếu không muốn ngày mai lên bản tin thì về nhà ngủ đi. Không cần quan tâm. Bởi vì tôi thấy tức giận khi nghĩ tới người con gái kia sẽ nổi điên, nên anh nghe lời giùm đi. Nè bác sĩ Jun. Nè, cái tên này kỳ lạ thiệt đó nha. Tề Gia ngủ chưa em? Anh đã nghe chuyện gì chứ? Ơi, anh ơi, mình vô nhà đợi đi. Ủa, cô ơi, à, cô sao vậy cô? Cô ơi cô, sao cô dạy con mình trời vậy? Trời ơi, con bé đi tìm hiểu rồi nhưng mà nó tìm được cái gì chỉ mất thời gian thêm thôi. Ơi trời, có chuyện gì vậy cô? Chú đâu có phạm tội đâu cô. Có tên tội phạm nào mang mắt tội phạm đâu? Không biết anh Se-chun sao? Có ai biết anh ấy bị kết án tù và bị mọi người làm nhục đâu, đúng không? Nè, cái cô chú Huynh Chung kia. Ơi trời, hôm nay tôi thiệt tình không có sức để đấu với cô đâu nha. Tôi sẽ nhịn cô. Ôi trời, ôi trời, tránh ra đi. Ôi trời ơi, em à, em vừa mới thêm dầu vào lửa đó. Chị em nói gì sai sao? Em ghét cái cách cô nói chuyện quá trời luôn à. Trời, thiệt tình mà. Trời trời ơi, con đỡ ta, đỡ ta giùm đi. Nè nè, anh Sư Chun à, đỡ giùm. Ôi trời, ai sao anh ta không có điện thoại vậy? Sim Chung Di đâu rồi? Sao không chịu nghe máy? Gọi cho cậu ấy không được đâu. Ba cậu ấy phạm tội bị người ta bắt rồi. Phạm tội hả? Ừ. Thì xem thử băng có bị xóa hay không. Bên ngoài còn có nhiều máy quay hơn nữa. Biết đâu có thể thấy được anh ta thì sao? Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi giao cho cảnh sát rồi mà. Nhưng cảnh sát nói là không có gì hết. Tất cả đã bị xóa sạch hết rồi. Vậy thì họ nói đúng rồi đó. Cô mà còn không chịu đi là tôi gọi cảnh sát nữa đó. Vậy thì để tôi kiểm tra chỗ triển lãm tranh đi. Cho tôi nhìn qua một chút thôi mà nha. Làm cái gì vậy? Ra khỏi đây, ra khỏi đây bao lên. Nghe lời tôi nói đi. Làm ớt. Biết là gì lì lắm quá. Nè, sao có lại chứ? Nè, đúng là thương đầu. Cô bị thương bây giờ. Đi về đi. Đi về giùm đi. Sao không về ngủ đi? Quản lý Sô. Có một cửa bí mật đằng sau hả? Mau nói đi. Bức tranh bị người ta làm hư khi ba cô muốn đánh cắp đó, có phải vậy không? Ba tôi không có đánh cắp. Ba tôi sẽ không làm những việc như vậy đâu. Có những chuyện mà tôi không tài nào hiểu được. Nè, cô nghĩ kỹ chút đi. Tại sao họ lại thuê ba của tôi thay vì thuê một bảo vệ chuyên nghiệp? Cô không thấy là khi mà họ để trống một phòng tranh có bức tranh quý vậy sao? Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi luôn, quản lý à. Chẳng ai báo cho tôi biết chuyện, có nghĩa là họ không muốn chuyện bị lộ ra bên ngoài. Cô cứ đợi mà xem, nếu như không có tội thì cảnh sát sẽ chứng minh được. Nè, quản lý Sô. Tôi nghe chuyện ba cô rồi. Đi đi, chúng ta không giải quyết được gì đâu. Nếu nó xảy ra ở đây thì cách giải quyết sẽ nằm ở đây. Một công ty lớn như Chubo đáng lẽ phải thuê một công ty bảo vệ, sao tự dưng họ lại thuê ba cô chứ? Họ trả cho ba tôi một khoản thù lao lớn, nên dù bị bệnh ông ấy cũng nhận lời. Vậy mà bây giờ là bị người ta vu cho tội ăn trộm tranh. Thiệt là vô lý. Đương nhiên rồi, tôi biết ba cô sẽ không làm điều đó đâu. Tôi tin tưởng cô. Cô về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nếu bản thân mệt thì không chiến đấu được đâu. Bức tranh đó lại có thêm một nạn nhân nữa. Tôi đây, tới thôn Dông Quang đi, ngay bây giờ luôn.
Anh đồng hồ anh còn hoạt động đúng không? Em muốn biết tại sao mà anh muốn gặp em vào giờ này vậy? Im miệng đi, nếu còn thức thì phải làm chứ. Tìm hiểu xem Chu Bôi thuê công ty bảo vệ nào ở buổi triển lãm và ai là người phụ trách chuyện đó. Sao tự nhiên anh nói mấy cái điều lạ lùng vậy chứ? Sao anh lại có hứng thú với công ty anh không thích? Sao anh phải quan tâm tới nó? Ủa, chúng ta vô trong nhà nói không được sao? Bây giờ mấy người trong đó không tiện đón khách đâu. Còn nữa, lấy bản sao thiết kế của viện phát triển, tôi chắc chắn công ty này làm tất cả kiến trúc của Chu Bôi. Khi nào làm xong phải gọi ngay cho tôi đó. Gì vậy? Có chuyện gì mà sai mình? Tôi nói rồi đó, tỉnh táo lên đi. Cái gì chứ? Hình như chúng ta sai lầm đó em ơi. Chúng ta chưa được cho phép mà. Còn lựa chọn nào khác hay sao? Không thể đưa anh ấy tới chỗ của dì được rồi. Nhưng mà yên lặng như vậy chắc không có chuyện gì đâu ha. Ôi. Cái tên này đang làm gì ở đây vậy? Nè anh, dậy đi. Nào dậy đi bác sĩ chui. Nè. Ôi thiệt là đang ghét. Ôi thiệt tình. Thấy chưa, bà bị ho nhiều hơn rồi kìa. Bà mua thuốc uống là được rồi. Có sự kiện ở viện quản lý phát triển nguyên liệu, họ trả lương cho bà rất là cao đó con. Con đừng có lo cho ba ha. Bà còn bị thương ở đâu nữa không ba? Bà đã nhìn thấy chị Na. Số điện thoại hiện giờ không thể liên lạc được. Giữ im lặng. Đúng rồi. Nếu nghĩ lại thì mình đúng là tên trộm. Nhưng mà cũng hơn 20 năm rồi còn gì. Bức tranh mình ăn trộm hồi đó chắc chắn là thật. Không thể nào có hai bức tranh thật được. Chắc mình phát điên lên mất thôi. Ba ơi. Sao con lại tới đây? Con rất mệt rồi còn gì. Ba ơi, có thật là ba tới đó để xem bức tranh không? Đúng chứ? Ờ đúng rồi, ba tới xem tranh mà. Là chỗ ba gặp chị China đúng không ba? Đó có phải là lý do ba im lặng không? Đáng lý ba phải nói ra chứ. Ba, sao ba không chịu nói? Tự nhiên ba nhắc tới bức tranh rồi tự đào mộ chôn mình luôn. Chị China có mặt ở buổi triển lãm sao? Chị ấy làm gì ở đó chứ ba? Ba nghĩ China đang làm việc ở đó. Lỡ ba nói điều gì ngu ngốc khiến nó bị liên lụy thì sao? Đừng có nhắc tên nó đó nghe. Bây giờ ba đang quan tâm cái gì đây ba? Nếu để chị ấy cho lời khai vậy không phải sẽ giúp ích lắm sao ba? Để con nói chuyện với chị ấy cho ha. Cứ kệ China đi con. Con nghe lời của ba đi. Nó ở đây mà nó còn không muốn về thăm nhà, có nghĩa là nó không muốn bị liên quan. Con đừng để ý tới nó nữa. Dạ trưởng phòng Thác. Phòng Thác. Cô Dơ China, bây giờ cô tới công ty ngay đi. Hả? Dạ. Hôm nay là buổi triển lãm mà. Triển lãm bị hoãn lại rồi. Cô thu dọn hành lý về công ty ngay. Bị hoãn là sao chứ? Sao? Mẹ.
Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải bảo vệ cho cẩn thận. Sao chuyện này có thể xảy ra? Đáng lẽ phải báo cho tôi biết ngay chứ. Phải mất thời gian để tìm hiểu sự tình và xác định nghi phạm. Chúng ta sẽ tuyên bố buổi triển lãm bị hoãn lại và gửi lời xin lỗi tới mọi người. Cỡ nào? Bức tranh bị hư hại cỡ nào? Con sẽ cố tìm ra cách để phục hồi lại bức họa, thưa chủ tịch. Đó chính là lời nguyền của bức tranh. Chúng ta nên tìm hiểu để đề phòng bức tranh bị ám. Mẹ à, cứ nghĩ mà coi, có quá nhiều người có ác cảm với bức tranh. Cho nên là ban đầu đáng lẽ không nên tổ chức buổi triển lãm này. Con đã nói với mẹ rồi. Im miệng ngay đi. Ôi trời, mẹ, chủ mẹ tịch à. Chủ tịch à. Chào buổi sáng thầy giáo. À, tối qua anh ngủ ngon chứ, có bị giật mình không anh? Ngủ rất ngon luôn đó. Cảm ơn rất nhiều khi cho tôi biết cảm giác ngủ cùng giường với kẻ thù nha. Khó chịu dữ lắm có đúng không? À, tự nhiên anh ấy lăn đùng ra xỉu. Nhưng mà anh tôi tỉnh dậy chưa? Anh ấy phải đi khỏi đây trước khi cô ra ngoài. Đem vô đó kêu anh ấy dậy nha. Để em chút. Cô nói cái gì? Nhìn hai đứa kìa, nuôi hai đứa bay chừng đó năm đúng là tốn cơm. Mấy đứa không quan tâm tới chú, đang bị người ta vu khống. Nhìn mấy đứa ăn sáng có vẻ ngon miệng dữ ha. Ê, không phải như vậy đâu cô à. Con sợ anh ấy bị bệnh thôi mà cô. Còn cái mặt của cô nó sáng bừng lên luôn rồi kìa, chẳng giống người lo lắng chút nào hết. Trung Di, cậu đi gặp chú Hát Kiêu hả? Chú sao rồi? Cảnh sát đã nói gì? Vẫn chưa tìm được thủ phạm nữa. Ủa vậy? Chúng ta giao khoảng 15 phần canh giải rượu tới viện phát triển, có đúng không? Chúng ta nghĩ sẽ có nhiều người tới buổi triển lãm lắm, nên chúng ta nghĩ như vậy là quá ít. Bức tranh quan trọng như vậy, sao lại bảo vệ lỏng lẻo như vậy chứ? Mình đọc được ở trên một tờ báo cũ, biết được nó từng bị đánh cắp một lần, bị mất nữa là do bảo vệ không tốt. Bức tranh đó đã từng bị đánh cắp và được trả lại rồi. Đúng rồi, quản lý Sô cũng nói như vậy với mình mà. À phải, nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói mình biết nha. Nếu có chuyện gì thì tụi mình sẽ tiêu diệt tập đoàn chú Bô. Ok. Yeah. Hai cậu là nhất luôn. Im lặng hết coi. Mấy đứa thử mà dám làm điều ngu xuẩn coi, tôi sẽ không để yên đâu. Yên đâu? Ui trời. Đây là bí mật, nhớ giữ mồm giữ miệng giùm. Kiểm tra danh sách này rồi đi thông báo cho họ biết buổi triển lãm bị hoãn. Có kẻ trộm tranh sao? Bắt được hắn ta chưa? Còn bức tranh thì sao hả? Cô Georgina, bây giờ đó là vấn đề sao? Sao cô lại đăng video mà không nói cho chúng tôi biết? Cô gỡ nó xuống ngay cho tôi và chắc chắn nó không bị lan truyền. Dạ, tôi đã biết rồi. Mẹ, cảnh sát là sao mẹ? Rốt cuộc có chuyện gì? Công ty của con có nói gì chưa? Trời ơi, ba của con đã bị người ta vu oan cho tội trộm bức tranh đắt tiền đó con. Không lẽ là bức họa mỹ nhân sao? Bức tranh đó là do ba ăn trộm hay sao chứ? Chắc ba không nói là đã vô tình gặp con đâu hả? Ơi trời, ông ấy dám nói chắc. Nhưng mà China nè, con đã gặp ba con thiệt hả? Chắc chắn còn bảo vệ khác ở đó nữa. Họ không kiểm tra máy quay an ninh sao? Tất cả đều không hoạt động. Nhưng mà lúc đó không có một ai xung quanh nữa hết. Làm sao lại không có một nhân chứng nào chứ? China, con có cách giải quyết không con? Chung Di nó cứ đi khắp nơi nói linh tinh. Mẹ chỉ sợ con bị liên lụy vô thôi, cho nên lo muốn bệnh luôn rồi nè. Mẹ muốn con làm gì bây giờ đây chứ? Đó là lý do con không gọi điện cho mẹ đó. Sau này đừng gọi điện cho con nữa nhớ chưa? China, China. Ôi trời. Nè, tại sao lại bước ra từ đó? Hả? Nè,
Bác Sĩ Chun, cái tên nhãi này nó đi ra từ chỗ đó giống như nhà của nó vậy. Trời đất ơi. Sức khỏe của bà sao rồi mẹ? Bà không sao rồi chứ? Bà của con được chăm sóc sức khỏe rất là tốt, nhưng lại không thấy đỡ gì mấy. Thì biết là giận rồi, nhưng mà sao đợi mãi không tỉnh vậy? Mẹ chọc tức bà hơn nữa mà. Bà chắc chắn là phải rất đau lòng vì bức tranh đó. Mẹ biết tính bà mà, sao còn làm vậy nữa? Cái đó còn phải nói với bà của con chứ. Bà con biết tính mẹ, mà sao lần nào cũng nổi giận như vậy làm gì? Anh nghĩ là anh nên đi. Anh bận chút công chuyện. Chủ tịch cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Nên em nhớ chăm sóc cho tốt. Cả con nữa, Quinio. Con biết rồi chú. Có thông tin gì mới thì gọi cho em. Em rất muốn được tận mắt nhìn thấy cái tên làm hư bức tranh quý giá đó. Đây là ai vậy ta? Nhưng mà lúc đó không có một ai ở xung quanh nữa hết. Đây là tài liệu công ty dịch vụ và bản thiết kế. Thích kỷ, em nên đi làm thám tử tư mới đúng đó anh à. Anh nè, nhưng mà anh cứ làm mấy điều khó hiểu vậy. Không lẽ anh định bỏ piano về làm việc cho chú Bô sao? Bị điên hả? Ai là người chịu trách nhiệm vậy? Hình như là giám đốc điều hành Sir Bildu tự chịu trách nhiệm. Chuyện này rất ít khi xảy ra. Quản lý viện phát triển nguyên liệu nói gì với cậu vậy? Cô ấy quen cậu mà. À phải, người đàn bà điên đó. Nghe nói cô ta bị giáng chức khi theo phe xấu về bức tranh đó đó. Giáng chức hả? Ừ, mình nghe nhân viên bên đó nói vậy lúc tập trung. Cô ấy nói bức tranh đó không phải là thật. Họ nói bởi vậy cho nên cô ta mới bị giáng chức. Ừ, hèn gì cô ta lập dị như vậy. Mình đi đen chút nha. Đi nha. Anh Bung, anh nói ở lại ăn cơm mà. Ôi, là bạn cùng nhà với anh Bung đúng không? Tôi là Ryan, là quản lý của anh ấy. Không biết có hợp khẩu vị của cậu không? Ừ, món canh này ngon y như súp đỏ bên Nga vậy, ngon lắm á. Anh ta nói cái gì vậy? Nếu như cậu có cần gì nữa thì cứ nói nha. Dạ. Người ngoài thì không được vào, nhưng mà anh là ngoại lệ đó. Giờ có tôi là fan bự của anh đó. Dạ. Cô ấy cho tụi nhỏ học đàn piano sau khi xem anh thắng giải Chopin. Xem ra anh cũng dễ tính quá hả? À dạ, tôi hả? Một ngày mà không tập là tôi chịu không có nổi. Nhưng mà an ninh ở đây lỏng lẻo thiệt á nha. Người ta cứ đi ra đi vào như là tài sản của chung vậy. À, sao những chuyện xảy ra vừa rồi? Không có gì. Là công việc của bọn tôi á mà. Chắc anh thường thuê người bên ngoài khi có những sự kiện lớn như vậy đúng không? À, tôi cần vài thông tin cho đêm hội âm nhạc đó mà. À, còn phải xem là sự kiện gì nữa. Nhưng sự kiện này đòi hỏi kiến thức chuyên gia. Chúng tôi phải làm việc nhóm. À, chúng tôi không thể thuê người ngoài được. Vậy sao? Thiệt là con người đáng sợ mà. Cho cô biết mật mã để cô dùng nó như vậy hay sao? Nghe nói quản lý Su nghi ngờ bức họa mỹ nhân kia là đồ giả phải không? Có phải là cô phát hiện điểm gì lạ trên đó hay không vậy? Tôi đã kêu cô đừng có xía vô rồi mà. Cô nói bức tranh đã từng bị đánh cắp một lần rồi. Đây là bức tranh được dùng trong bài báo đó. Còn đây là bức tranh được dùng trong triển lãm lần này. Vậy thì sao hả? Một trong hai bức là thật,
và bức còn lại chính là giả đó. Chúng khác nhau ở chỗ nào chứ? Cái đó tôi thấy chúng có điểm khác nhau, tôi chắc chắn luôn. Có một sự khác biệt rất khó thấy ở trong phần màu xanh. Cách mà nó được sơn khác nhau hoàn toàn luôn đó. Cả chuyên gia còn nói bức tranh đó là thật, mà cô nói nó là giả. Cô nói khác, nghĩa là tôi sẽ tin sao? Nói cho tôi nghe chữ trong bức vẽ. Blood. Apple. Banana. Tree. Wing. Cây này là... Cô giả vờ là mình không có khả năng phân biệt màu sắc. Không phải, tôi không biết chữ này là gì. P E A R. Pear. Cô thấy có bao nhiêu màu? Có 67 màu. Cô đúng rồi đó, là siêu thị lực. Cái đó là cái gì vậy? Đủ rồi. Vậy bây giờ cô định sẽ làm gì? Thì cứ coi như cô đúng, bức tranh đó là giả đi. Sao Chu Bo lại làm điều điên khùng đó? Để làm cái gì chứ? Đó là điều mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi xin cô giúp tôi mà quản lý show. Tôi biết cô có ý, nhưng mà tôi không thể. Tôi còn chưa nhìn thấy bức tranh bị hư nữa, thì sao cô có thể chứng minh được điều gì? Tôi nhất định sẽ tìm ra được cách mà. Xin hãy cho tôi thời gian. Sao biết có cái lỗ ở đó vậy? Đúng là tài thiệt đó nha. Cho tôi xin lỗi. Georgina, cô làm sao vậy? À, cô thích thư Kim Moon hả? Tự nhiên tôi bị lạc thôi à. Mà anh ấy là ai vậy? Thư ký của giám đốc điều hành Sir Bildu. Hèn chi, cô còn không biết mình bị lạc. Không trách cô được. Tôi xin lỗi. Chắc chắn là anh ta rồi. Tại sao thư ký của Sir Bildu lại làm như vậy chứ? Nếu không có sự cho phép của tập đoàn Chubo thì tôi không thể cho cô xem bức tranh được. Tôi cần phải xác nhận vài điều. Làm ơn cho tôi nhìn lướt qua thôi cũng được mà. Tôi xin anh đó cho tôi xem một đã lần nói thôi. Nói là không thể rồi mà, thiệt tình. Cô muốn xem một bức tranh bị xé làm gì? Sao chú cứ đi theo tôi hoài vậy? Tôi hỏi cô trước mà. Tôi đã đi hỏi khắp nơi. Một buổi triển lãm như vậy nên thuê gấp 3 lần số bảo vệ mới đúng. Tôi nên nhận ra ngay khi họ chỉ đặt 15 phần canh chứ. Còn nữa nha, toàn bộ camera trong đại sảnh chưa bao giờ bị hư bất thình lình như vậy hết. Rồi sao nữa? Tôi nghĩ là họ nới lỏng an ninh để dụ dỗ tên trộm ra thôi. Nhưng không may là ba của tôi lại bị liên lụy. Để dụ tên trộm ra sao? Cô nói là họ cố tình hả? Cũng đúng. Một bức tranh đắt tiền như vậy thì cũng có thể
không phải. Mà tôi nghĩ là do bức tranh không đáng để bảo vệ thôi. Bức tranh không đáng được bảo vệ à? Sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi vì nó chính là đồ giả. Với những gì tôi nhìn thấy thì nó là đồ giả. Cho nên tôi muốn đến kiểm tra nó lần cuối để chắc ăn thôi. Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, anh ta cầm một cái rọc giấy. Tôi chỉ giật từ tay của anh ta thôi à. Ba ơi. Ở chúng con, chuyện này thật là bất công quá trời con ơi. Có chuyện gì vậy ba? Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của ông ta trên bằng chứng. Bây giờ ông ta được xem là kẻ tình nghi số 1. Đi nhanh đi. Anh không được làm vậy đâu. Trời ơi, ông ơi, dậy đi. Anh đợi một chút. Ba ơi ba, con là ai hả ba? Con là ai được chứ, con gái bảo bối. Con là Trung Di, con gái của ba. Con suýt chết đuối rồi bị giặt vào bờ biển, đúng không ba? Con đúng rồi. Con là Sim Trung Di. Con sẽ tìm cách đưa ba ra khỏi đây. Cho nên ba hãy ráng đợi con nha. Con thì làm được gì con, đừng có quá sức mà. Họ có bằng chứng kia thì ai mà tin ba được chứ. Không đâu ba, cho dù cả thế giới không tin thì con cũng tin ba. Ba không phải là loại người đó. Ba là ba của Sim Trung Di, Sim Hắc Kiều. Cho nên ba phải tin Sim Trung Di.